Ê, tí nữa mình tính mình vô đây sao? Không mại, đi lên cái miếu trước. Đi lên miếu xong tí nữa mình xuống dưới đây. Ôi, cơ 30 mét mà sao xa dữ vậy? Ủa sao cây vậy? Không biết nữa. Này đi. Nói nói đang mua cá đây. Xả cá đây. Cá 2 triệu đó là thả rùa. Hả? 200.000.
ghê mày. 3 ký. À, vậy cho nguyên ký. Mua nhiều nha. Cucu. Con cá kia bị chết rồi sao vậy? Coi lọt xuống ao nha. Giỏi quá, rồi xong rồi. Còn không? Rửa tay, hết rồi con. Hết chưa? Hết rồi, hết rồi.